có nhà thấy không? Xe người ta chạy ngang là phải chạy tán lòn vậy đó, chạy hết ga luôn, chạy mà không dám dòm vô ngôi nhà này luôn mới ghê chứ. Ừ? Mình mới thấy một cái bóng ở trong cái phòng này nè cả nhà. Ngoài mới có thấy hay không ta? Bởi vì trong đó tối đó, cả nhà nghe không? Ôi má ơi, bởi vậy bà con đã chia sẻ đúng rồi. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà ma cả nhà. Thì ngôi nhà này là ở Bến Tre. Hôm nay trên đường mình đi lang thang tìm hiểu về tâm linh đó, mình có vào ở đây là cái hướng đường Đan. Bà con ở đây còn làm ruộng đó nha. Còn phía bên kia là bà con nuôi tôm. Thì mình được một người cô khoảng cỡ 65 tuổi, cô có chia sẻ, cô nói ngôi nhà này ghê dữ lắm con. Thì mình có hỏi thêm ghê là như thế nào cô. Thì người cô có chia sẻ là như thế này. Người cô nói á, ở kế bên ngôi nhà bảo quan này á, nó có một hàng sồi mà sồi rất là ngon luôn á. Rồi những đứa mà học sinh á, đến đây lúc giấc trưa kiểu như nó đi học về đó các bạn. Đi học về thì tan á, thì lúc đó là 11 giờ hoặc là 11 giờ 15 rồi. Chạy đến đây là bắt đầu nó súm vô, nó hái vào cái sồi. Thì có một đứa là nó nhìn vào trong cái cửa sổ á, trong cái ngôi nhà bảo quan này á, là thấy có ma lướt kiểu như trắng trắng như thế nào cả nhà. Rồi bắt đầu mấy đứa nó mới chạy tán loạn luôn, chạy về quán của cô, rồi bắt đầu nó xanh mặt hết. Có một đứa thấy thôi, là cái vụ vô hái ba đứa là có một đứa thấy, rồi đứa này nó kể cho hai đứa kia nghe, rồi hai đứa kia nói nãy mày thấy ma, tao thấy gì đâu. Thì cái này theo mình đoán đâu phải ai cũng thấy ma đâu, tại vì trực quan của mỗi người nó khác nhau. Đặt cái vụ như mình cũng vậy, rồi như quý anh chị cũng vậy, có nhiều người họ nói năm nay tôi bảy mấy 80 rồi, tôi chưa từng thấy ma, mà tôi thấy chú đi ghi hình về tâm linh thấy ma, tôi rất là thích. Nhưng mà mình có hỏi thêm là đặt cái vụ chú tuy là không thấy ma nhưng mà chú có sợ ma không? Thì chú có nói là sợ, thật tình là sợ. Đôi khi là họ kiểu như đi ngang những cái ngôi nhà bỏ quen hay là những cái chỗ mà tâm linh đó, là tự nhiên nó nổi óc cục lên là họ sẽ biết, chứ không phải là họ không tin là có me, tại vì họ nhiều khi nặng bóng vía đó cả nhà. Thì hôm nay mình muốn vào cái khu nhà bỏ quen này nè để review và quay trong ngôi nhà bảo quan này thật sự coi có vong hay không. Tại vì mình nghe người cô nói mình cũng rất là thích thú về cái việc là mình đi khám phá về tâm linh. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào cái ngôi nhà bảo quan để khám phá về ma mị. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha. Cả nhà ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mỗi khi mình đăng lên YouTube nha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Đây là ngôi nhà bỏ quan, nãy giờ mình ngồi kế bên nhà ngôi nhà bỏ quan mà mình cảm thấy nó rợn rợn người cả nhà. Còn bên đây là có cánh đồng. Cánh đồng theo mình đón ở đây bà con làm được 3 vụ cả nhà. Ở bên đó thì lúa chín rồi. Vàng ôm ha. Còn ở phía sau có một cây, cây này là kêu cây gì ta, không lẽ cây chùm ruột ta, để hồi mình xem kỹ thật kỹ nha cả nhà. Còn đây là cây dừa rất là to luôn, cao nhưng mà mình cảm thấy nó trái rất là nhiều cả nhà. Cây này là cây gì vậy ta?
không lẽ là cây sầu đâu ta? Quý anh chị và các bạn của mình biết cái cây này là cây gì thì nhớ để lại cho mình một cái comment nha. Cây khế cả nhà ơi. Mình kéo cái đọt xuống là mình phát hiện có cây khế. Gì vậy? Mới nghe gì cái bập bánh vậy trời. Ôi má ơi. Để mình tiến hành đi qua phía bên đây nha. Ở đây nếu mà tối xuống là rất là rùng rợn. Giờ này mình đến đây á cũng chiều rồi các bạn, 5 giờ mấy rồi á. Cửa chắc có thể là họ phá lại rồi các bạn. Ngôi nhà này mình cảm thấy có ghét đòn dông chính giữa luôn nè. Hồi nãy mình quên, mình không có hỏi thêm ngôi nhà này có lịch sử gì hay không. Đó cả nhà thấy không? Ghét đòn dông á. Đó cả nhà thấy không? Xe người ta chạy ngang là phải chạy tán loạn vậy đó, chạy hết ga luôn, chạy mà không dám dòm vô ngôi nhà này luôn mới ghê chứ. Mình mới thấy một cái bóng ở trong cái phòng này nè cả nhà. Quay mới có thấy hay không ta, bởi vì trong đó tối đó cả nhà nghe không. Ôi má ơi, bởi vì bà con đã chia sẻ đúng rồi. Mình nghe cửa trong đó khoét ra đùng đùng luôn đó nha. Trong đó là cái phòng ha. Còn phòng bên đây là mình thấy còn một cái khăn nè. Mà mình cảm thấy cái ngôi nhà này họ phá kín bít lại rồi cả nhà. Phía trên trước á họ có lập dị mà mình không biết thợ gì hết. Ai trong nhà trước đó? Nhà này không lẽ ngày xưa của bà cụ hay là ông cụ ta? Mình thấy đồ thanh niên đó nha, đồ đàn ông á. Mình cảm thấy ngôi nhà này họ phá lại hết rồi. Trời ơi, kiến quá trời kiến luôn, ong nữa. Ở đây giấc trưa rất là mát mẻ luôn các bạn. Ở đây có nguyên một hàng sồi luôn. Sồi có trái không ta? Chắc có thể có trái nhưng mà chủ vườn người ta hái hết hay sao rồi? Hay là ngôi nhà này có vấn đề gì đó rồi họ cho người khác đến đây thuê đất và thuê ruộng nữa cả nhà, rồi họ quản lý. Cái điều đặc biệt ở đây là mình thấy đồ của đàn ông không à. Nãy giờ mình gọi vô trong căn nhà này là mình cảm thấy cũng nói chung là không thấy đồ của phụ nữ nữa. Còn dép ở đây cũng của đàn ông luôn. Gì trời? Ôi má ơi, mình nghe gì cục cục cũng nghe nè. Họ phá là hết các bạn. Trong đó không biết có gì hay không. Để mình gọi cam thật kỹ trong ha.
tối quá mình chỉ thấy được một cái ghế bằng cây, ghế đậu quá nha, ngoài ra là không thấy gì hết ha. Mà mình nghe tiếng động rất là mạnh luôn á. Rất tiếc là ngôi nhà này mình không có vào được. Nhưng mà mình có một cái cách, tí nữa mình sẽ gọi hồn đặt ví dụ những vong hồn mà họ chích quan, chích ức, chích tức, chích tử rồi họ đến đây họ ngự nữa cả nhà. Rồi mình mời họ ra. Dùng đồng dữ trời. Ôi má ơi. Tôi biết nhà này có vong linh xuất hiện rồi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ cúng kiến cho vong linh hưởng nè. Mình không nên quậy phá tán hay là mình làm tiếng động. Chúng tôi là biết nhà này là có vong rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm chỗ nào mình cúng kiến và mình đặt máy xem thử coi nhà này có xuất hiện về tâm linh hay không nha cả nhà. Ok cả nhà, mình đang phân vân không biết cúng kiến ngay vị trí nào để thích hợp. Tại vì mình thấy ở đây rất là linh thiêng nè. Băng đá đồ ở đây bể chân luôn. Rồi mình thấy đồ đây là đồ của đàn ông luôn. Nó bây giờ mình sẽ chọn cái vị trí nào mình cúng kiến thôi các bạn ơi. Cúng đâu mà linh thiêng ta, nó có một cái gì đó nó bí ẩn trời, không có vào cái ngôi nhà này được. Mới khổ như chứ. Mấy đứa nào mà đi ngoài đó vậy ta? Nó ba đứa bé mà đi là bốn đứa luôn. Phải có một người rồi đi phía sau dẫn cả nhà thấy không? Bởi vì ngôi nhà này rất là tâm linh đó. Rồi họ đâu có cho con kiến của họ hoặc là cháu của họ đi lủi thủi một mình được. Vậy thôi bây giờ mình sẽ làm nghi thức ngay chỗ bụi tre các bạn. Tre này là cây bằng gốc rất là lớn luôn. Cúng ngay đi. Hết hồn một chiếc. Cây dừa hay cái gì không biết, nó có một cái lỗ đang thù lùi nhìn thấy ớn thiệt ta. Lỗ lớn nè cả nhà. Chắc có thể tre này là cây bằng tre tàu. Chiều rồi. Chiều bơm mà không. Cũng mà da rồi, không biết ai bỏ ở đây, không biết. Thường thường đồ đã cúng xong là mình không có đem về ăn các bạn. Bỏ hết. Nếu là cái vụ mình cúng trong nhà, trong cửa mình đó, thì mình ăn được. Có nhiều bạn hỏi đồ cúng tâm linh xong rồi có ăn được hay không anh Hiệp.
thì mình cũng ăn được, nhưng mà trừ khi mình cúng trong nhà trong cửa mình á thì mình ăn được, còn nếu mà mình đi cúng vong linh bên ngoài á, cúng xong là mình bỏ luôn các bạn ơi, tiếc làm chi. Mới vừa chuẩn bị đốt nhang cái có một cái con bướm ở trong cái bụi tre nó bay ra lằng lạng ngay đây nè cả nhà, chắc có thể là vong ông bà quá, vong ông bà không nhà không cửa, chắc có thể là họ ngự ở ông vọng đây nè. Theo cái cả nhà, mình đặt máy tại vị trí này và mình đi ra ngoài đồng chơi chút xíu nha các bạn.
gì nghe kêu quá trời vậy ta? Nãy giờ mình ngồi ở ngoài ruộng mà mình nghe giống như có ai kêu tiếng là mình nghe họ nói là có ai cúng kiến cho tôi ăn hôn, nhưng mà mình nhìn như vậy là không thấy bông nào hết cả nhà. Ở trên chú chúng ta nói thì qua đây ăn. Tại sao mình không qua đây mình ăn rồi mình đứng bên đó mình than đói than này kia, thở cái đèn đó và mình qua bển mình giao tiếp với vong này cả nhà. Mình không biết họ nam hay là nữ. Bên này ghê lắm hả? Có mình tôi ngồi đây không chứ có ai đâu mà ghê. Quỷ sau lưng chú ở trong nhà hả? Biết rồi, hồi nãy tôi nghe họ làm đùng đùng á, có phải là hương linh không? Không vậy ai? Hay là vong hồn nào mới được? Chắc chắn ở trong nhà là có vong, là cô ở trong á, hương linh là nam, ý là nữ đúng không? Trong trọng có con quỷ sáu đầu hả? Gì ghê vậy? Quỷ sáu đầu là như thế nào? Một người đặt thí dụ một người mà có mọc ra sáu cái đầu á hả? Có không à? Ăn bông bé hả? Rồi gắn lên đầu của nó luôn hả? Gì ghê vậy? Rồi bông hồn của cô đến đây lâu chưa? Được 5 rưỡi rồi hả? Bởi vậy tôi nghe người cô ở đây nói ở đây linh là phải rồi. Chắc là bà con đi ngang đây rồi thấy cô hay là thấy bông kia không chừng, thí dụ vậy đó. Đúng không? Tôi tự giới thiệu, tôi là người giúp vong. Hôm nay tôi đến đây á, là tình cờ gặp được vong linh. Vong linh cho tôi hỏi vong linh năm nay được nhiêu tuổi? Mình 23 tuổi, mình đến ngôi nhà này ở mười mấy năm ha. Ngôi nhà này tôi cảm thấy ngày xưa hình như là có đàn ông ở chứ không có phụ nữ ở. Đúng không Hương Linh? Mà giờ ổng còn sống không? Vậy hả? Hèn chi. Thành ra ngôi nhà này hiện giờ là họ bỏ quen đó ha. Cũng như là con kiến của họ ra riêng rồi bây giờ ngôi nhà này không ai ở đúng không? Quỷ có là đúng rồi, nhưng mà tại vì chắc có thể là chủ nhà mất rồi con kiến của họ không có ở, thành ra ma với quỷ vô ở là lẽ đương nhiên, cái đó là việc bình thường. Tại vì những vong hồn mà họ không nhà không có cửa rồi họ chết quen chết ức chết tức chết tưởi rồi bắt buộc họ phải tìm những cái chỗ mà quen du họ vô họ ở chứ. Cô có thể di chuyển qua đây tôi hỏi thăm xíu đi. Không hả? Sao cô kỳ dữ vậy, khó tánh quá vậy? Trời ơi. Bà cũng là vong mà tại sao mà gặp những vong kia bà ghê là sao trời? Kỳ vậy?
Hả? Ghê là sao? Hồi nãy Hương Linh nói là bên kia có vong sáu đầu thì cái đó là việc bình thường, tại vì họ ăn có thể là những vong hồn em bé nhiều quá rồi họ mọc ra nhiều đầu, hay là họ bị bẩm sinh hồi lúc mà họ mới mất, rồi họ nói chung là nhiều đầu á là hiếm lắm. Thường thường đặt cái vụ ngón tay thì ra thêm hai ba ngón thì có, đặt cái vụ một bàn tay là mỗi một người là có 5 ngón, nhưng mà nhiều khi có người là mọc ra nhiều cái nhánh 7-8 ngón không chừng nữa. Cô qua đây nè, cô ăn uống đi, nãy tôi nghe cô nói cô đói quá đó, cô khát quá rồi không ai cúng kiến cho cô ăn á, cô qua đây cô ăn rồi tôi hỏi cô ít chuyện, rồi cô muốn tôi giúp những cái gì thì cô có nói tôi sẽ giúp cho cô. Tôi tự giới thiệu tôi là người để giúp vong ha. Đó, cô có thể qua bên đây muốn gì cô cứ nói, chứ cô bên đó vậy sao tôi biết. Ban đêm cô ngự ở trong cái lùm cây vậy hả cô? Ra đây tôi cho cô ăn uống rồi tôi giúp cho cô đi về chùa nè. Có chỗ ở, có chỗ nói chung là nó ấm cúng rồi được Phật tử đốt nhang khói hàng ngày. Sợ hả? Trời ơi, mình làm vong mà sợ gì cô? Đặt thí dụ người cõi dương như chúng tôi vậy nè, thấy vong mới sợ, còn cô làm vong mà cô cũng sợ nữa. Như vậy là ma quỷ cũng có cấp bậc ha. Thành ra Hương Linh mới sợ, đúng không? Còn vong kia là sao? Nam hay nữ? Nam ha. Ừ. Sáu đầu luôn hả? Gì ghê vậy? Đó giờ mới nghe một vong nói về cái việc mà có bông hồn khác là mọc ra sáu đầu. Không phải đầu của nó. Nè, cái vụ ngày xưa bà có xem cả lương mà gì ta? Mà có ông Sầm Hưng á, ổng đi đánh giặc, ổng bị giặc chém rớt cái đầu rồi bắt đầu ổng mọc ra cái đầu khác, thì cái đó có, ổng mọc rất là nhiều đầu, chứ không phải là ở trên đầu ổng phải có 6 cái đầu là không có. Cái này Hương Linh có châm biếm gì không? Không có phải đầu của ổng. Chứ đầu của ai? Đầu của người ta, nó chặt nó gắn lên. Gì ghê vậy? Nó gắn lên á, nó liệm mùi, nó phép, giờ mấy cái đầu nó cử động được luôn. Gì ghê vậy hả? Rồi cô có, nói chung á, cô không có vô nhà quen đó ở được, rồi cô đến đây làm gì, thay vì bây giờ gặp được cái người đi giúp vong, cô đi về chùa cô ở đi, hả? Có ai giúp đâu đi. Rồi cô đó đi, tôi qua cô giúp, tôi giúp cho cô. Trời ơi, đi qua đây ăn uống không chịu, kêu mình phải đi vào cái lùm này. Rồi nãy thấy cổ ngồi trong cái lùm chú này rồi, giờ đâu mất tiêu ta? Cô gái 23 tuổi rồi. Nãy tôi nghe cô nói cô muốn tôi giúp đỡ gì đó mà giờ cô đâu rồi? Cổ mất tiêu các bạn ơi. Vậy thôi mình đi về chứ bây giờ biết sao giờ. Cổ nói ngôi nhà bảo quan của ông cụ phía trong á là có một cái con quỷ sáu cái đầu, nhưng mà không biết có thật hay không. Hồi đó giờ mình cũng mới nghe một vong linh nữ mà họ kể về vong khác có sáu cái đầu rất là kỳ lạ. Đặt ví dụ ngày xưa ông Sầm Hưng á là ổng đi đánh giặc, ổng bị
giật chém ba cái đầu rồi bắt đầu ông mọc cái đầu khác, thì cái đó mình thấy có. Còn thời buổi bây giờ làm gì mà có vong linh mà đeo sáu đầu ta? Rồi mình kêu cô qua đây con hưởng thì cô sợ vong linh sáu đầu, mà nãy giờ mình đâu có thấy vong linh sáu đầu là như thế nào đâu. Vậy thôi mình đi về, hôm khác nếu mà mình có dịp á, mình đi ngang đây mình ghé và mình giao tiếp với cô, và mình có thể giúp cho cô những cái thứ mà cô cần ha. Rồi mình đi về thôi cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà.